năm 2008. Với sự ra đời của siêu thị Lotte Mart quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Lotte Mart là một trong những nhà bán lẻ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Lotte Mart tự hào mang lại những trải nghiệm mua sắm hiện đại, tiện lợi cho khách hàng với danh mục hàng hóa đa dạng với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp tận tâm cho người tiêu dùng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Lotte Mart đã vinh dự nhận được những giải thưởng cao quý. Từ 2010, Lotte Mart phát triển và mở rộng mạnh chuỗi siêu thị khắp Bắc Trung Nam. Cùng với quá trình hình thành và phát triển, nỗ lực không ngừng nghỉ của Lotte Mart Việt Nam đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá và thành tựu khác nhau. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến trải nghiệm mua sắm đa kênh cho khách hàng, năm 2018, Lotte Mart cho ra đời ứng dụng mua sắm trực tuyến Sweetel là tiền thân của ứng dụng đi chợ trực tuyến Lotte Mart Online ngày nay. Ứng dụng Lotte Mart Online giúp khách hàng chủ động quản lý đơn hàng, dễ dàng tiếp cận hơn 30.000 mặt hàng chất lượng cao phục vụ cho đời sống hàng ngày. Đồng thời tiếp tục đón nhận nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2023, Lotte Mart Westlake là siêu thị mới nhất của Lotte Mart chính thức đi vào hoạt động, được định hướng trở thành number one grocery market, siêu thị thực phẩm hàng đầu. Cùng với thông điệp khám phá nét độc đáo trong mỹ vị cuộc sống, Lotte Mart Westlake tiêu biểu cho mô hình siêu thị kiểu mẫu mới, hy vọng sẽ dẫn đầu thị trường và mang đến trải nghiệm mua sắm và ẩm thực mới cho người tiêu dùng Việt Nam. Việc phục vụ hàng triệu khách hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế thì thực hiện các trách nhiệm cộng đồng là một trong những sứ mệnh dài hạn của Lotte Mart. Những đóng góp và thành tích của công ty trong ngành bán lẻ nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung đã phần nào khẳng định vị thế của Lotte Mart tại thị trường Việt Nam. Cùng hành trình 15 năm, Lotte Mart đã mở rộng 16 cơ sở bán lẻ tại các thành phố sầm uất trải dài khắp Việt Nam. Lotte Mart Việt Nam vẫn đang viết tiếp hành trình khẳng định vị thế của mình cùng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững với mục tiêu trở thành number one grocery market. Không ngừng nỗ lực mang đến những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người tiêu dùng, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.